Chào các em thân mến, ở bài học trước, các em đã tìm hiểu thế nào là cách xây dựng nhân vật trong bài văn kể chuyện. Ngoài yếu tố trên, trong bài văn kể chuyện còn có một yếu tố quan trọng khác nữa, đó là cốt truyện. Vậy, cốt truyện là gì? Trong bài tập làm văn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thế nào là cốt truyện nhé. Nhìn vào bức tranh này, các em cho cô biết mình đã được học trong bài tập đọc nào rồi? À, đúng rồi, đó là bài Dế Mèn Bên Vực Kẻ Yếu. Vậy, các em hãy ghi lại những sự việc chính trong chuyện Dế Mèn Bên Vực Kẻ Yếu nhé. Sự việc 1. Dế Mèn đã gặp ai? Dế Mèn gặp nhà trò đang gục đầu khóc bên tảng đá. Sự việc 2. Nhà trò kể gì với Dế Mèn? Dế Mèn gạn hỏi, nhà trò kể lại tình cảnh khốn khó, bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt. Sự việc 3. Dế Mèn cùng nhà trò đi đâu? Dế Mèn phẫn nộ cùng nhà trò đi đến chỗ mai phục của bọn nhện. Sự việc 4. Dế Mèn đã làm gì với bọn nhện? Dế Mèn gặp bọn nhện. Dế Mèn ra ngoài lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt chúng phá hết vòng vây hãm nhà trò. Sự việc 5, kết quả thế nào? Bọn nhện sợ hãi, phải nghe theo, nhà trò được thả tự do. Các em thấy các sự việc liên kết lại với nhau thì tạo thành một chuỗi sự việc, và chuỗi sự việc này đã tạo nên cốt truyện của truyện Dế Mèn Bên Vực Kẻ Yếu. Qua truyện Dế Mèn Bên Vực Kẻ Yếu, em hiểu cốt truyện là gì? À, đúng rồi. Vậy, cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện. Vậy, cốt truyện có những phần nào? Và mỗi phần có tác dụng như thế nào? Các em hãy cùng cô tìm hiểu nhé. Sự việc 1 trong truyện Dế Mèn Bên Vực Kẻ Yếu cho em biết điều gì? Sự việc 1 nêu lên được nguyên nhân Dế Mèn Bên Vực nhà trò. Sự việc 2, 3, 4 kể lại những chuyện gì? Sự việc 2, 3, 4 kể lại Dế Mèn Bên Vực nhà trò như thế nào để trừng trị bọn nhện? Sự việc 5 nói lên điều gì? Sự việc 5 nêu kết quả bọn nhện phải nghe theo Dế Mèn và nhà trò đã được thả. Qua các sự việc trên, ta thấy một cốt truyện gồm có 3 phần: mở đầu, diễn biến và kết thúc. Mở đầu ghi lại sự việc khởi nguồn cho các sự việc khác. Diễn biến ghi lại các sự việc chính kế tiếp theo nhau, nói lên tính cách nhân vật, ý nghĩa của truyện. Kết thúc ghi lại kết thúc của một sự việc ở phần mở đầu và phần chính. Như vậy, các em đã tạo nên một cốt truyện. Để tạo nên một cốt truyện, các em cần sắp xếp các sự việc chính theo những trình tự đã nêu trên. Đây cũng chính là nội dung của bài học của chúng ta. Các em hãy đọc phần ghi nhớ nhé. Một cốt truyện. Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện. 2. Cốt truyện thường gồm 3 phần: mở đầu, diễn biến và kết thúc.
Các em đã hiểu cốt truyện là một chuỗi các sự việc chính được sắp xếp theo một trình tự mở đầu, diễn biến và kết thúc. Vậy, để hiểu rõ hơn bài học ngày hôm nay, cô mời các em qua phần luyện tập. Câu 1. Hãy sắp xếp các sự việc sau thành cốt truyện. Các em ơi, các em đã biết truyện cổ tích Cây Khế rồi đúng không nào? Dưới đây là 6 sự việc chính của truyện Cây Khế. Nhưng những sự việc này đang bị sắp xếp lộn xộn. Bây giờ nhiệm vụ của các em là sắp xếp lại những sự việc này thành một chuỗi sao cho phù hợp với diễn biến của truyện Cây Khế. Cô dành một phút cho các em làm bài nhé. Các em đã làm bài xong chưa? Bây giờ cô và các em cùng kiểm tra lại phần bài làm của mình nhé. Thứ nhất, cha mẹ chết. Người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế. Thứ hai, cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng. Thứ ba, chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế người em trở nên giàu có. Thứ tư, người anh biết chuyện, đổi gia tài của mình lấy cây khế. Người em bằng lòng. Thứ năm, chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh may túi quá to và lấy quá nhiều vàng. Thứ sáu, người anh bị rơi xuống biển và chết. Sau khi đã có được cốt truyện của truyện cổ tích Cây Khế, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập 2 nhé. Dựa vào cốt truyện trên, kể lại truyện Cây Khế. Khi dựa vào cốt truyện để kể lại chuyện, các em có thể thêm vào đó những lời dẫn chuyện, nhận xét, đánh giá và lời thoại chuyện của mình thêm sinh động nhé các em. Đối với những sự việc xảy ra trên, các em có thể kể lại như sau. Ngày xưa có hai anh em, sau khi bố mẹ mất, người anh lấy tất cả tài sản chỉ cho người em một cây khế. Người em nhẫn nhịn hàng ngày chăm sóc cây khế, mong cây sớm ra hoa kết quả. Đến mùa thu hoạch, cây khế ra rất nhiều quả to, chín vàng. Một hôm, có một con chim rất lớn từ đâu bay đến, đậu trên cây, ăn hết quả này đến quả khác. Người em buồn rầu bảo, chim ăn hết khế, ta lấy gì mà sống đây? Nghe vậy, chim đáp, ăn một quả, trả một cục vàng, mày túi ba gan, mang đi mà đựng. Rồi chim bay đi. Người em lấy vải, may một cái túi nhỏ. Vài ngày sau, chim đến, chở người em bay ra một hòn đảo, có rất nhiều vàng. Người em lấy vàng, bỏ vào túi, rồi cởi lên lưng chim, chim bay về. Từ đó, người em trở nên giàu có. Ít lâu sau, người anh đến chơi, thấy em giàu có, thì hết sức ngạc nhiên. Người anh gặng hỏi, người em thành thật kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Người anh thấy vậy, đòi đổi gia tài của mình, lấy cây khế. Người em bằng lòng. Người anh ngày đêm chực chờ sẵn bên cây khế.
thế? Chim lại đến. Anh giả vờ phàn nàn. Chim cũng hẹn sẽ đưa anh ta đi lấy vàng. Nhưng người anh thì tham lam, nên may sẵn một cái túi thật to. Khi chim đưa anh ta ra đảo, anh ta nhặt vàng đầy túi, lại còn dắt vàng lên khắp cả người. Chim cõng người anh và cái túi bay về, nhưng túi vàng to và nặng quá. Đến giữa biển, chim kiệt sức nghiêng cánh. Thế là người anh và cả túi vàng rơi xuống biển. Câu chuyện của chúng ta đã được kể xong rồi đó các em. Khi kể chuyện, chúng ta có thể sáng tạo và tưởng tượng thêm ra những yếu tố để giúp cho câu chuyện chúng ta trở nên sinh động hơn nữa nhé. Tuy nhiên, các em cần lưu ý không kể sai lệch với những sự việc chính của truyện nhé các em. Các em về nhà hãy kể lại cho chuyện cây khế cho hay và đúng cốt truyện cho cả nhà mình cùng nghe nhé. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.